Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đạp địa hình đến từ thương hiệu Java, Java DK Racing, thương hiệu xe đến từ Italia, được trang bị bộ sóc hơi, gạt đĩa là bộ chuyển động là full Shimano Alivio, nước sơn nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Bản Java nước sơn trắng rất là đẹp. Là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là xuất hiện những cái vết xước mà không thể tránh khỏi. Còn để nhìn tổng thể chiếc xe, và cái chiếc xe còn cái độ đẹp mới nó khá là cao. Design by Italy, thiết kế theo chất xám và phong cách của người Italy. Khung sóng rất là đẹp, khung nhôm. Sử dụng full bộ chuyển động Shimano Alivio, may Java chính hãng, vi vòng khối nhổ. Vành bánh là 26 inch. Bị bộ sóc hơi của Epicon. Phần ghi đông, chiếc xe được trang bị phanh dầu, lên gai, bộ tay bấm và radio với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa. Cho chiếc xe có 27 tốc độ khác nhau. Rồi em sẽ vào đo size của chiếc xe, test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt 55 cm. Chiếc xe phù hợp với các bác từ khoảng 1m60 đến 1m70-75 thì phù hợp. 9 lít 3 đĩa 27 tốc độ. Chiếc xe rất là mượt mà. Bây giờ ra va bị một túi lỗ mặt đạn. Chiếc xe đang bán bên em với mức giá thì có là 8.500.000 bao ship toàn quốc và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975.09.943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đi lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.